Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Thì cái số này Khôi quay á là sau khi mà Khôi quay xong cái phần phỏng vấn của tác giả Kim Thi. Nói chung là ông trời rất là thương Khôi, bởi vì vừa mới quay xong cái đoạn phỏng vấn cái là xà xuống một cơn mưa luôn. Rồi phải 30 phút hay là 1 tiếng sau gì đó đó mới hết mưa. Rồi hết mưa rồi thì bây giờ lọ mọ ra quay cái câu chào. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của bộ truyện Nặng Nghĩa Sinh Thành, tác giả Kim Thi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Năm 1990, trời cuối đông, từng đợt gió thổi vi vu, xao xát những hàng cỏ nằm lả tả bên đường đê. Ngọn gió thổi nhẹ nhẹ, chỉ hơi se lạnh, chứ không còn cái khí trời lạnh cống như muốn cắt da cắt thịt của người ta nữa. Tại một xóm nghèo ở vùng Cần Thơ phù sa hiền hậu, lúc bấy giờ, hộ dân trong xóm cũng chẳng đông đúc phồn thịnh gì mấy, chỉ dọn dẹn hơn 10 cái nhà tranh vách lá. Ánh đèn điện lúc bấy giờ đối với người dân ở đây còn xa vời lắm. Quanh năm suốt tháng họ chỉ biết đến đèn dầu hoặc đèn cầy. Thu nhập chủ yếu là từ ruộng lúa, ngoài ra không có gì khác. Nhìn chung mảnh đất nhỏ xíu này vẫn còn rất hoang sơ. Trong xóm có gia đình của ông bà Hai Dần. Ông bà vốn không phải người ở xứ này, mà ở đâu tuốt miệt An Giang trôi dạt về đây. Rồi họ mua đất dựng nhà trước giải phóng. Gia cảnh của hai ông bà thuộc vào hàng khá giả nhất trong xóm. Nhưng không vì điều này mà hai ông bà tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, coi rẻ những người khó khăn hơn mình. Ngược lại, ông bà ăn ở rất có tình nghĩa với bà con lân cận. Hễ nhà ai có hữu sự gì, chỉ cần hô một tiếng là ông bà có mặt liền. Vì vậy cho nên tất cả mọi người, từ già đến trẻ, hễ nhắc tới ông bà Hai thì đều có chung một thái độ kính trọng lẫn hàm ơn. Nhưng ở đời mà, có gì gọi là hoàn hảo đâu. Hễ được cái này thì mất cái nọ. Tuy người ta quý mến hai ông bà là vậy, nhưng đối với đám con của hai người thì ngược lại. Ông bà Hai có tổng cộng 6 đứa con, 3 trai 3 gái. Cậu Hai Dầu, cậu Ba Sang, cô Tư Nhung, cô Năm Lụa, cô Sáu Hạnh và cậu Út Phúc. Gia đình giàu sang, nhung lụa, hạnh phúc đều có đủ. Nguyên cái làng này có gia đình nào đặt tên con có ý nghĩa như gia đình ông bà Hai đâu. Vậy đó, chớ tình hình của mấy người con thì ôi thôi, khó ưa không thể tả nổi. Nó tương phản hoàn toàn với những gì ba má họ luôn kỳ vọng. Trong gia đình đó, ngoài ông bà Hai ra, hàng xóm chỉ nể nang duy nhất hai người, đó là cô Sáu Hạnh và cậu Út Phúc thôi. Vì trong 6 người con, chỉ có hai người này là tâm tốt, ăn nói nhỏ nhẹ mực thước, biết kính trên nhường dưới, luôn luôn lắng nghe những chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của xóm giềng. Riêng 4 người còn lại thì hầu như lúc nào ông bà Hai cũng đều đau đầu, nặng hơi mỏi cổ răng dạy họ cách đối nhân xử thế. Dạy hoài, dạy mãi mà có lọt lỗ tai bọn chúng đâu. Không biết tới bao giờ tâm trí hai ông bà mới được thảnh thơi mà an hưởng tuổi xế chiều đây nữa. Cậu Hai Dầu, cậu Ba Sang đều đã có vợ. Hai người này là anh lớn trong gia đình, nhưng tính tình hèn nhát, lúc nào cũng để vợ mình làm chủ mọi việc từ lớn tới nhỏ, riết rồi thành thói quen, cho nên hai cô con dâu không coi ai ra gì. Đã được ba mẹ chồng chia đất cất nhà riêng tư hẳn hoi rồi, mà hai nàng còn dòm trước ngó sau, xăm soi ganh tị với mấy đứa em chồng suốt. Vợ cậu Hai Dầu tên Nga, người ở huyện kế bên. Cô là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em. Ba má cô có chiếc ghe chở lúa lớn, còn phần Nga thì buôn bán hàng bông ở ngoài chợ huyện. Trong một lần Hai Dầu chở dưa hấu qua đó bán Tết rồi quen Nga. Họ tới lui tìm hiểu ra sao thì không ai biết. Chỉ biết tháng 6 năm đó, ông bà Hai lật đật đem trầu câu đi hỏi vợ cho cậu trai quý tử của mình gấp. Vì nghe nói đâu, cô dâu đã cấn bầu hơn 1 tháng rồi. Cô Nga về làm dâu chưa đầy năm thì ổn ẻn đốc xúi chồng xin ba má một số tiền ra chợ huyện mua nhà, rồi mở vựa trái cây buôn bán sinh sống ở đó luôn. Ban đầu cậu Hai Dầu còn chần chừ không chịu đi. Cậu nói: từ nhỏ tới giờ
tôi quen với cái mảnh đất đồng khô cỏ cháy này rồi. Giờ mà ra chợ tập tành mua bán, tôi sợ mình mần không được. Chi bằng á, vợ chồng mình cứ ở đây. Nếu mình không muốn mần dâu cho ba má tôi á, thì để tôi nói ba má cấp đất cất nhà cho vợ chồng mình ra sống riêng nghe. Nhưng mình biết đó, khẩu phận của tôi á, là 5 công đất ruộng, kèm một cái nền nhà bự tổ bố ở cạnh nhà máy xe lúa 200 mét. Giờ tụi mình chỉ cần nói ba má cho thêm một ít tiền để mình cất cái nhà ngói là đủ rồi. Chẳng thèm đợi cậu hai nói hết ý, cô ta châu mày gắt lên chen ngang lời chồng. Cất nhà lên á, mà không mần ra đồng bạc nào thì hít không khí sống hay gì. Giả lại tôi cũng sắp sanh rồi, tôi không muốn con mình chào đời ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu nghe. Tôi chỉ muốn con mình phải sống đầy đủ tiện nghi, tôi mới bằng bụng. Cậu hai giàu khó chịu lên tiếng. Mình nói vậy là bậy lung lắm đó mình. Tôi nói cho mình nghe, hồi ba má tôi trôi dạt về cái xứ này lập nghiệp, thì dường như xung quanh chỉ có 3-4 cái nhà là cùng hà. Dây qua dây lợi thì toàn là bờ lâu bụi sậy, rồi mương hầm, chứ có được bằng lộ bằng phẳng như bây giờ đâu. Vậy mà ba má tôi lo chí thú khai khẩn đất đai, rồi sanh ra anh em tụi tôi như mình thấy đó. Tụi tôi cũng lớn khôn khỏe mạnh như trâu đây nè. Cô ta trề môi xí một tiếng, rồi châm biếm. Ờ, có lớn thiệt, nhưng mà không có khôn chút nào hết trơn á. Mấy anh em nhà mình á, ai cũng có sức, mà đầu óc á, không có minh mẫn. Để tính chuyện tương lai lâu dài, mượn sao á, để cuộc sống dư giả sung túc, mà không cần phải động tay động chân như bây giờ vậy. Vì đâu mà tối ngày cứ phơi lưng chổng khu ở ngoài đồng. Tôi bảo đảm với mình nhen, gia đình mình cứ cái đà này làm y ạch cả đời cũng chẳng bao giờ bằng được thiên hạ đâu. Trừ khi nào thoát khỏi nơi bùng lại nước động này thì mới giàu nổi thôi. Cậu hai giàu chán nản với các suy nghĩ và lối sống thực dụng của vợ. Cậu đâu cần giàu sang nước đố đổ vách như thiên hạ đâu. Cậu chỉ cần gia đình mình đủ ăn đủ mặc, vợ chồng con cái yêu thương nhau là được rồi. Nhớ cái hồi còn là người yêu của nhau, cô Nga dịu dàng dễ thương lắm kia mà. Nay không hiểu cớ gì mà sau khi cưới, cô ấy lại thay đổi, trở thành một người đàn bà ngoan ngoãn như vậy chứ. Có phải chăng đây mới thiệt sự là bản chất của cô ấy, mà lâu ngày dài tháng cậu mới phát hiện ra? Cậu hai giàu buồn buồn, day qua nhìn thẳng vô mặt vợ, rồi hỏi. Vậy ra, từ trước tới giờ, trong thâm tâm mình á, không coi ba má và mấy đứa em của tôi ra kg nào hết hả? Trong mắt của mình á, gia đình tôi quê mùa kém cỏi lắm phải không? Thiệt tình á, mình mần tôi á, thất vọng về mình quá. Hồi trước á, khi lấy nhau, tánh của mình đâu có như vậy đâu hả mình? Thấy thái độ của chồng, cô Nga có hơi chột dạ. Thiệt bụng lúc đầu, cô cũng không hề thương cậu đâu. Nhưng thay trong đám con trai theo đuổi mình, cậu là người hiền, dễ sai dễ biểu hết thảy, nên cô mới suy nghĩ mà lưu tâm tới cậu nhiều hơn. Mà nói não ngay, một phần cô ta chịu ưng cậu cũng chủ yếu muốn dằn mặt bên gia đình thằng người yêu cũ của cô cho đã cái nư thôi. Nguyên cả dòng cả họ nó, từ già đến trẻ nhìn mặt ai cũng hãm tài, ưa hổng nổi. Đã vậy mà bà nội của cái thằng ôn đó còn dè biểu cô là: "Con đó đó, tao nhìn mặt nó không có hậu, dốc dế và tánh tình nó, tao e nó chẳng thể trở thành vợ hiền dâu tháo được đâu con." Nghe bà già hắc ám đó nói mà cô tức muốn trào máu họng. Bộ cô có thù giết cha với bà hay gì á, mà bà soi mói cô từng chút một vậy không biết nữa. Mà cái thằng Thành, người yêu của cô, nó cũng ngu ngột nghe lời má với bà nội nó, rồi thẳng thừng bỏ cô đi lấy vợ không thương tiếc. Cô hận nó tới tận xương tủy. Cô nhất định phải có chồng bảnh trai hơn nó, có của ăn của để nhiều hơn nó, và đặc biệt là cô sẽ làm chủ gia đình mình. Nói tóm lại, cô phải hơn hẳn gia đình của thằng cha Thành về mọi mặt thì cô mới hả dạ. Xui rủi làm sao mà cậu hai giàu lại hội đủ tất cả những điều kiện mà cô vẽ ra. Chỉ hơi tiếc một chút là ông bà già chồng và cái đám em chồng cô không sang trọng như cô mong muốn. Nhìn họ quê mùa cục mịch mà cô xốn con mắt quá trời quá đất. Nhất là hai con lũng Tư Nhung và Năm Lụa, con gái con đứa dĩ đâu mà ăn nói oan oan, không giống một tiểu thư trăm anh đại cát gì ráo. Đã vậy, con Tư Nhung còn hách dịch hỗn hào nữa chứ. Suốt ngày chẳng làm động móng tay, cứ ăn no rồi đi dẹo từ làng trên xóm dưới là giỏi. Còn con Năm Lụa thì, hỡi ơi, nó nhiều chuyện số một,
không ai dám đứng số 2. Mỗi buổi sáng, chỉ cần nó lết cái thân ra chợ một vài tiếng đồng hồ thôi, là chuyện nhỏ chuyện lớn gì của thiên hạ, nó cũng đều thuộc nằm lòng. Còn con số Hạnh với thằng Út Phúc, thì gương mặt lúc nào cũng lầm lì lì, làm như ai ăn hết của không bằng. Tối ngày cứ chúi mũi vào mấy cuốn sách, mà chẳng biên con nên thân nên hình gì hôm nữa. Duy chỉ có ba Sang là cô vừa bổn nhất. Thằng này ngoài việc đồng án ra thì suốt ngày chỉ mê đi theo cái ban đờn ca tài tử ở trong xã. Nó cứ vắng nhà hoài, vì vậy mà ai mừng chi thì mừng, nó chớ thèm quan tâm tới. Thôi kệ, chỉ cần cậu Hai Dậu thương cô thì từ từ cô sẽ mềm mỏng, dùng mỹ nhân kế dụ ngọt cậu. Cô sẽ khiến cậu toàn tâm toàn ý nghe lời mình. Đàn ông nào mà thoát khỏi ải mỹ nhân đâu chứ. Cô sẽ từng bước một thâu tóm hết mọi thứ thuộc về cậu. Rồi không lâu nữa, cô tin mình sẽ làm chủ hết tất cả cơ ngơi này. Còn đám người kia thì chỉ là tép riêu, chẳng đáng bận tâm. Nghĩ thông được mọi chuyện, cô nghe rưng rưng nước mắt, dùi đầu vô ngực cậu, rồi nũng nịu. Mình ôi, mình nói vậy oan cho em lắm. Tại em thẳng tánh, nghĩ sao nói vậy, chớ không có ý xấu gì đâu. Nhưng mình thử nghĩ lợi mà coi, bản thân em thì không thích hợp mần ruộng mần giường. Hơn nữa em sống ở chợ vốn quen với công chuyện mua bán rồi. Giờ ở nhà hai buổi, ra vô coi ngó mấy công ruộng lẻ tẻ này, em chịu không thấu. Em muốn vợ chồng mình về chợ ở là có hai nguyên do. Thứ nhất, em sẽ tiếp tục mần công chuyện yêu thích trước đây của mình. Còn mình thì cứ cho người ta mướn lợi hết mấy công đất ở đây đi, rồi tập trung cùng em bỏ mối rau củ trái cây cho bạn hàng ở các khu chợ trong huyện. Công chuyện mần ăn vừa nhàn mà tiền nhiều gấp mấy lần mần ruộng luôn đó mình. Còn nguyên do thứ hai là em sắp sanh rồi, định bụng về đó ở gần nhà thương cho tiện. Giả lại có ba má em ở kế bên chăm sóc em khi ở cử thì em mới thoải mái được. Mình nói vậy không sợ ba má tôi nghe rồi buồn hả? Má tôi hiền như cục đất, có khó khăn chi với con cái đâu. Hơn nữa, con mình là cháu nội đích tôn thì phải để cho má tôi nuôi mình ở cử mới đúng chứ. Mình về ngoài ba má, tôi e là ba má ở đây sẽ buồn mình lắm đó. Buồn cái con khỉ khô, tôi đi khuất mắt ổng bả mừng còn không hết nữa là. Mình khéo lo bò tráng răng. Trong bụng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt, cô nghe vẫn cười thật tươi, khoe hai cái lúm đồng tiền, làm tim cậu Hai Dậu đập lỗ dài nhịp, rồi nhỏ nhẹ thủ thỉ. Em biết chứ, em biết tuy em chỉ là dâu, nhưng lúc nào ba má cũng thương em như con ruột. Nhưng mình ôi, ba má cũng lớn tuổi rồi, ở tuổi của ba má là phải được thảnh thơi. Vậy mà như mình thấy đó, ba má vẫn còng xương sống, cống xương sườn để lo cho cô Số Hạnh với chú Út Phúc đi học nữa. Bộ mình không thương ba má hay sao? Nói thiệt nghe, hàng ngày chứng kiến ba má làm lụng vất vả, em xót xa hết sức luôn đó mình. Rồi cô Nga nước mắt lã chả, năn nỉ ỉ ôi một hồi. Cuối cùng, cậu Hai Dậu cũng đồng ý. Cậu nói chỉ cần dăm bữa nửa tháng, hai vợ chồng bọn con về thăm, cho ba má mừng là được rồi. Khỏi phải nói, Nga vui mừng ra mặt, dội gật đầu lia lịa hứa với chồng. Cô ta còn nói, sang năm cô Số Hạnh lên cấp 3 rồi, thêm một năm nữa là tới chú Út Phúc. Bây giờ vợ chồng mình về chợ huyện, cất nhà cất cửa cho tử tế, để khi hai đứa em ra huyện học cũng có nơi mà ở. Chớ ngày nào cũng đạp xe đạp từ đây ra tới huyện, rồi đạp về, xa xôi cách đò cách giang. Phải chi hai đứa đi một ngày một buổi thì không nói, đằng này cứ kéo dài suốt 3 năm ròng rã, mần sao chịu đời cho thấu. Cậu Hai Dậu nhìn vợ mình bằng ánh mắt rất chi là trìu mến. Cậu biết mình chọn không làm người. Vợ cậu tuy nói năng vụng về, nhưng trong bụng chẳng hề xấu. Ngay từ lần đầu gặp cô, cậu đã bị vẻ đẹp phố chợ của cô hút hồn. Cô đẹp, rất đẹp, và cậu cảm thấy mình vô cùng hãnh diện khi cưới được một người vợ chịu thương chịu khó như cô. Nhưng cậu sẽ chẳng thể nào ngờ được cuộc đời đầy bi kịch của mình sau này cũng chính từ cô vợ mà cậu hết mực tin tưởng ban tặng. Từ bi kịch kinh khủng ấy đã gây ra trong lòng cậu một vết thương chí tử mà cả đời này vẫn không sao liền sẹo được. Nó cứ làm cậu nhức nhối, đau buốt tới tận tâm can.
Mỗi chiều, khi ánh nắng cuối ngày chỉ còn le lói vài sợi vàng chanh treo nghiêng nghiêng trên ngọn bình bát sâu hè, những cánh diều xanh biên biếc đang trao mình uốn lượn dần quanh đám mây hồng nhàn nhẹ. Khối bếp nhà ai vừa nấu xong bữa cơm chiều đang bốc lên từng đợt mỏng. Tiếng lũ trẻ rượt đuổi bắt nhau nhí nhố gian đường đê. Tiếng đàn dệt kêu gian dội cả một cánh đồng. Xen lẫn vào đó là tiếng người lùa dịch về chuồng, ý ới gọi nhau cười nói rôm rã, như báo hiệu đã hết một ngày lao động mệt nhọc. Ôi, cái khung cảnh nên thơ của miền quê sao mà bình yên, đầm ấm quá. Ông bà hai cũng có trong tốp người nông dân ấy. Hai ông bà vừa cặm cụi làm xong đám cỏ ngoài bờ đê, thấy trời sụp nắng, hai ông bà mới buông cuốc mà trở vô nhà. Bà hai nhìn trời rồi chép miệng: chết mổ hôn, tôi định canh giờ vô nhà nấu cơm chiều cho sắp nhỏ đi học về ăn, mà có nhiều quá, cứ cắm đầu mận mà trời ngã bóng hồi nào cũng không hay nữa. Không biết con Sáu Hạnh, thằng Út Phúc về tới nhà chưa nữa. Ông hai khó chịu gắt lên: rồi mắc cái giống gì mà bà không sai hai con Tư Nhung với con Năm Lũa ở nhà mần cá nấu cơm. Hai đứa nó tối ngày ăn ở không, có mận công lên chuyển xuống dĩ đâu cho cam. Không lẽ nấu một mâm cơm đơn giản mà cũng không được nữa hả? Bộ bà tính mừng mọi cho tụi nó tới chết luôn hay gì? Nghe chồng hỏi, bà hai chợt buồn rười rượi. Bà nghĩ, đáng lẽ hai ông bà có của ăn của để và một bầy con đủ trai đủ gái như vậy là sẽ hạnh phúc hơn người ta mới phải. Chớ có đâu mà ông bà cứ mãi lao tâm khổ trí với tụi nó miết thôi. Nhất là hai đứa con Tư Nhung và Năm Lụa. Hai đứa này là con gái mà nó khó dạy khó bảo hơn ba thằng con trai kia nữa. Lớn chồng ngồng rồi mà không đứa nào chịu phụ ra ruộng tiếp hai ông bà. Con Tư Nhung thì tánh tình hung dữ, hỗn xược. Hễ nói động tới là nó nhảy đông đỏng, la làng la xóm trả treo, không sót một câu, chẳng nể nang người lớn kẻ nhỏ gì ráo. Còn con Năm Lụa thì nói não ngay, tánh tình nó có phần dễ chịu hơn con Tư Nhung một chút. Nhưng lại có cái tật xấu là ngồi lê đôi mắt, đâm bị thóc thọc bị gạo, cho người ta chửi nhau chơi. Cũng chính vì cái tánh trời thần đất lỡ đó mà hai ông bà bị hàng xóm mắng vốn liên miên, cộng thêm cái miệng ăn nói vô duyên nữa chứ. Vụ này bà đã theo chỉnh sửa rầy la nó từ nhỏ lần kìa. Nhưng cho tới bây giờ nó 17 tuổi rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tật chết người đó. Bà sợ một ngày nào đó con Năm của bà sẽ rước họa vào thân từ chính cái miệng ăn mắm ăn muối của nó. Không nghĩ thì thôi, cho mỗi lần nghĩ tới hoàn cảnh hỗn độn của gia đình là lòng bà thêm nặng nề, khó thở vô cùng. Tiếng ông hai đi bên cạnh cất lên, làm dứt ngang dòng suy nghĩ của bà. Thiệt tình á, tôi suy nghĩ hoài à, mà nghĩ không ra. Hai vợ chồng mình ăn ở đâu có bất nhân bất nghĩa với ai đâu. Mà sao đẻ ra cái đám con cứng đầu ngỗ ngược dữ vậy không biết nữa à. Thằng hai dậu thì hời hợt vô tâm. Từ hồi nó dọn ra chợ cũng nửa năm hơn rồi chứ. Con trai nó, thằng cu tí cũng trọng rồi. Vậy mà nó có thèm về thăm tôi với bà sống chết mần ra sao đâu. Ngược lại, hai vợ chồng già mình nhớ con nhớ cháu nội nên phải lê thân ra thăm, rồi còn tiếp tế gạo thóc cho vợ chồng nó nữa. Thì đành rằng mình thương con hết gan hết ruột, không tiếc với tụi nó cái chi ráo à. Nhưng đôi khi thấy thái độ miễn cưỡng không mấy hoan nghênh của chính đứa con trai ruột dành cho mình, cộng với cách hành xử của con vợ nó, mà tôi giận cành hông luôn vậy hà. Mần như vợ thằng hai không muốn mình bước chân vô nhà tụi nó hay sao á. Tôi cảm nhận dường như trong mắt con Nga, nó không coi hai vợ chồng mình là người thân của nó bà ơi. Nó xa cách, cứ y như tôi với bà là người dân nước lã không bằng. Thậm chí có lần vợ chồng mình lặn lội đem bánh trái ra thăm tụi nó, mà mặt con vợ thằng hai dậu chầm chầm một đống, rút ở trong buồng, không thèm ló mặt ra chào hỏi mình một tiếng nữa. Tôi nói thiệt nghe, bây giờ vợ chồng mình còn khỏe, còn mừng được, mà tụi nó không coi mình ra gì. Chớ rủi sau này vợ chồng mình không còn khả năng lao động, thì tôi tin chắc vợ chồng thằng hai dậu nó không bao giờ ngó tới tôi với bà đâu. Ngẫm tới số phận của hai vợ chồng già của mình sau này mà tôi chạnh lòng hết sức à. Bà hai lắc đầu thở dài. Con cái mỗi đứa mỗi tánh, biết sao giờ ông. Huống chi vợ thằng giàu nó quen cách sống nơi phố chợ rồi. Nó sống khép kín,
không có bẫy bu dễ gần như những người trong giường của mình đâu. Thôi kệ, nó đối xử với tôi sao cũng được hết, miễn là nó biết dung dáng gia đình, tận tụy với chồng con là tôi mừng rồi. Giờ tôi chỉ lo cho năm đứa còn lại đây nè. Riêng con Sâu Hạnh với thằng Út Phúc thì dầu sao nó cũng ham học. Tuy còn nhỏ, nhưng hai đứa rất hiểu chuyện, biết nghe lời, hiếu kính với cha má. Từ lúc tụi nó lên cấp 2 tới giờ, thú thiệt á, tôi chưa khi nào phật lòng hai chị em nó bất cứ chuyện nhỏ chuyện lớn gì hết. Coi vậy chứ, hai đứa đó sống khuôn phép lắm đó ông. Vậy tôi cũng mừng. Giờ hai vợ chồng mình ráng mừng, lo cho tụi nó ăn học tới nơi tới chốn, có công ăn việc làm ổn định, để nuôi thân là được rồi. Rầu nhất là ba đứa lớn kia kìa. Học hành thì chẳng tới đâu, mừng ruộng cũng không đứa nào ham mừng, suốt ngày cứ đi hoang, phá cha phá mẹ, phá làng phá xóm là giỏi. Hỏi coi, có chán không chứ? Ông hai im lặng một lúc, chợt nhớ chuyện gì đó, nên dây qua hỏi vợ. Hôm rày thằng Ba Sang nó đi đâu mà đi hoài không thèm về nhà vậy bà? Hồi sớm mơ nó có tạt qua nhà, vô lục cơm ăn với ba khía đây nè. Tôi có hỏi nó mấy hổm rày nó đi đâu, thì nó nói là ở trên tỉnh đang có cuộc thi đờn ca tài tử gì lớn lung lắm. Nó nói mình được ban đờn ca tài tử của xã cử đi thi. Tôi hỏi nó chừng nào về, thì nó ậm ờ bảo chưa biết, rồi nói qua loa vài câu với tôi, cái nó đứng dậy đi tuốt ra đường mất tiêu luôn hà. Mà ông hỏi thằng Sang có chi không ông? Đám ruộng bên phía nhà máy giáp với ruộng của thằng Hai Dầu á, mấy bữa nay á, coi mồi bệnh đạo ôn nó hoành hành dữ lắm rồi. Tôi đợi nó về để sai nó đem thuốc qua đó xịt cho sớm, chứ không thôi á, nó bệnh nhiều thì thất hết. Dạo này á, lưng tôi đau quấy bình nạn không được, nên có ý trông nó về. Mà lóng rầy á, tôi trông hoài chớ thấy mặt mày gì của nó hết à. Nói tới đây, bà hai giây qua định trả lời gì đó với ông, thì bất thình lình, từ trong nhà, cô Sáu Hạnh hớt ha hớt hải chạy như bay ra. Vừa trông thấy mặt ba má, cô liền la thất thanh. Ba má ơi, nhanh, nhanh vô nhà mau, mau lên đi. Chị Tư với chị Năm quấy lộn trời ở trỏng rồi kia kìa. Ông bà hai khựng lại ngơ ngác nhìn cô gái, nhất thời chưa tiêu hóa hết ý của cô Hạnh muốn truyền đạt. Đến khi cô nắm tay ông hai lắc mạnh, rồi dục hai ba lần, thì hai ông bà mới hiểu ra vấn đề. Bà hai lắp bắp. Bày nói cái gì vậy Hạnh? Mần cái giống gì á mà hai đứa nó quấy lộn dữ thần vậy? Rồi thằng Phúc em mày đâu? Không kịp để cho cô Hạnh trả lời, ông hai lôi tuột bà về phía trước, miệng gắt nhẹ. Trời ơi, giờ này mà bà còn đứng đó hỏi nữa. Mau đi riết vô coi có chuyện gì nè. Cả ba hối hả chạy như bay vô nhà. Vừa tới cửa sau là đã thấy Tư Nhung đẩy mạnh cậu Út Phúc té vô vách nhà. Xong, cô giơ ngón tay lên trỏ thẳng vô mặt của cô Năm Lụa, giọng cô the thé hét lên. Con mất dạy, mày là em tao chứ không phải là bà cố nội tao, nghe chưa? Ngay cả ba má còn chưa dám quánh tao nữa là huống chi cái ngữ mày chỉ là em thôi. Mắc mớ chi á, mày lạm quyền ba má mà cả gan quánh tao hả con khốn nạn? Bộ mày không sợ trời đánh mày sao? Cô Năm Lụa cũng không vừa, hất mặt lên trả lời. Ai biểu bà là chị mà không nên thân, ngay cả với ba má mà bà còn không nể nang à. Hễ nói động tới bà là bà nhảy rầm rầm, thiếu điều muốn sụp nhà luôn vậy đó. Bà không thương yêu kính trọng đấng sinh thành của mình á, thì mắc cái chứng cha gì á mà bà bắt người khác phải tôn trọng bà chứ? Sao? Nằm mơ đi gái ơi. Với lại hồi nãy á, là bà nhào vô nắm đầu quánh tôi trước chứ bộ. Quánh tôi á, thì tôi quánh lại, chứ ngu sao á, ngồi im để cho bà quánh chết hay gì. Ê, con này không dễ ăn hiếp đâu nghe gái. Đến nước này thì khỏi phải nói, mặt của Tư Nhung đỏ như quan công, ánh mắt hằn lên những tia máu, cứ y như rằng muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy. Nhìn sắc mặt của chị Tư mình có phần nguy hiểm, nên cậu Út Phúc gắng gượng đứng lên, chạy lại đứng chắn giữa hai người con gái đang chuẩn bị tinh thần tả xung hữu đột, rồi vừa khóc vừa rung giọng khuyên nhủ. Thôi mà hai chị, em lại hai người đó, đừng có quánh nhau nữa mà. Hai người á, dầu gì cũng là ruột thịt với nhau, có chuyện gì bức xúc á, thì cũng mừng ơn ngồi lại với nhau rồi phân tích phải quấy cho nhau nghe. Hơn nữa hai chị cũng đường đường là con nhà gia giáo, mà hễ đụng chuyện cái á, là cứ sau đầu quánh nhau như chó với mèo, náo động hết cả xóm như vậy á, thì coi sao đặng.
Hai chị không nghĩ cho mình á, thì cũng phải nghĩ cho mặt mũi của ba má mình chứ. Cô Tư Nhung dán cho cậu Phúc ánh nhìn sấm sét, rồi rít lên. Tiên nhân Tổ Đường ơi, hôm nay á, thằng em trai của tôi nó dám lên giọng dạy khôn chị nó nữa hen. Ê, cái thằng con nít hỉ mũi chưa sạch kia, mày đừng ý mày có ăn học được ba má cưng rồi mày lên mặt á, làm cha tao nghe không mày? Nói cho mày biết, trong cái nhà này bản thân mày á, không là cây đinh gì với tao đâu. Khôn hồn á, thì mày câm cái miệng lại, còn bằng không á, là tao giả trâu trẻo bản họng mày bây giờ đó. Trong nhà này thằng Phúc không quyền nói tụi bay, vậy còn tao với má mày, không lẽ hai cái thân già này không có quyền hạn gì để chấn chỉnh lại tụi bay sao? Ông hai phần phần lửa giận, bèn xông vô đứng trước mặt ba người, chỉ thẳng vô mặt cô Tư Nhung mà hét thật lớn, làm cô Tư Nhung đang hùng hổ giáo huấn đám em của mình bỗng giật mình im phăng phát. Từ đằng sau, bà hai và cô Sáu Hạnh cũng nói gót theo ông hai vô tới. Hai người kia thấy cô Sáu Hạnh đi cùng với ông bà hai thì cũng đã hiểu được vấn đề. Không hẹn mà cả hai bà chặn đồng, lê ánh mắt sắc hơn dao về phía cô Hạnh. Trong đầu họ cũng có chung một ý chửi. Bà mẹ cái con thèo léo Hạnh, tự dưng cái te rẹt đi ra mét ổng bá mận chi á, để giờ rắc rối rồi đây nè. Tổ cha cái con em trời đánh. Trong bụng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nhưng có mặt ông hai ở đây, hai bà la sát đó cũng chỉ biết hằn học mà nín nhịn. Ông hai ngồi xuống bộ dáng gần đó, rồi nghiêm nghị nhìn qua một lượt đám con của mình, chậm chậm cất lời. Phúc à, bay kể lời đầu đuôi cho ba nghe. Tại sao mà hai con này làm ầm ĩ gian động cả xóm vậy? Tao từ ngoài bờ hè, chưa kịp vô nhà là đã nghe hai con này chửi nhau ổn tối rồi. Đâu, bay thuật lại cho ba nghe coi Phúc. Cậu Út Phúc lúc này mới lấy lại bình tĩnh, day qua nhìn ông bà hai, rồi từ từ kể. Dạ thưa ba má, hồi xế chiều con và chị Sáu đi học về, thấy nhà cửa vắng tanh, biết giờ nãy ba má còn đang mần ở ngoài ruộng, mà nhìn trước ngó sau cũng không thấy mấy anh chị đâu hết, mà bếp núc thì nguội ngắt, chưa ai nấu cơm nữa, nên con với chị Sáu mới lật đật, đứa vo gạo, đứa mần cá, định bụng hai chị em tranh thủ nấu, để ba má đi ruộng về có cơm nóng mà ăn kẻo đói. Hai chị em con nhanh tay lẹ chân, chẳng mấy chốc á thì cơm canh cũng đã chín đâu đó đàng hoàng rồi. Hai đứa định dọn lên chờ ba má thì chị Năm về tới, trong sắc mặt chị nặng như chì vậy đó. Thừa biết tánh của chị Năm xưa rày, hễ chỉ dẫn lên thì hay chửi bừa lắm, nên con với chị Sáu cũng mặc kệ, không thèm quan tâm mận chi. Kể đó thì chị Tư cũng về tới, vừa bước vô nhà thấy chị Năm ngồi đưa giỏng là chỉ xông vô nắm đầu quánh tới tấp, chẳng để cho chị Năm thanh minh thanh nga gì ráo, tay quánh miệng đay nghiến dữ dội lắm. Còn chị Năm cũng không vừa, cũng dùng lên nhào tới mà cào cấu phản đòn lại chị Tư. Ba má chẳng thể hình dung nổi cái khung cảnh loạn xà ngầu lúc nãy đâu, nó y chang như người ta quánh giặc ở biên cương vậy, khủng khiếp lắm ba má ơi. Con và chị Sâu không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng thấy hai bà giặc trời này cứ ngoáy tóc nhau mà quánh, tụi con sợ có chuyện lớn nên chị Sáu biểu con ở lại can hai bà này ra, còn chị thì lật đật chạy ra ruộng kêu ba má về. Còn chuyện xảy ra từ nãy giờ thì ba má cũng biết hết rồi. Mà phải công nhận nghen, không biết chị Tư bà ăn cái giống gì mà bà mạnh dữ thần ôn vậy không biết nữa. Con là con trai sức dài dai rộng mà nhào vô bị bà xô một cái muốn thấy ông bà ông giải luôn vậy hà. Tư Nhung trừng mắt nhìn thằng em út ích của mình, định mở miệng chửi gì đó, nhưng tiếng đập bàn đánh rầm của ông hai làm cho chị ta giật nảy mình, đành ngậm họng lại. Quá lắm rồi hen, tụi bay bắt chước cái quân đầu đường xó chợ nào mà về đây xâu xé nhau vậy hả? Từ xưa tới giờ trong cái nhà này ở đâu ra cái thứ hở một chút là động tay động chân vậy chứ? Bộ tao với bả xúi tụi bay hay gì, hay là tụi bay nghĩ tao với bả chết hết? Trời ơi, loạn, loạn hết rồi. Cái nhà này á riết trở thành vô kỷ luật hết rồi. Có đứa con gái nhà lành nào á mà như hai đứa con bất trị nhà tôi không trời? Thường ngày á với tánh tình hỗn hào, ngang ngạnh, nhiều chuyện làm biến giấc thay của hai đứa bay, là tao với má mày á thiếu điều đi ra đường cúi gầm mặt xuống đất, không dám nhìn ai rồi. Bây giờ còn thêm cái vụ quánh nhau tưng bừng khói lửa như vậy nữa. Chắc mai mốt á cả gia đình mình chui rút trong nhà, không ai dám đi học, đi chợ gì ráo trội à.
Thiệt tình, con với cái đúng là cái thứ báo cha báo mẹ. Bà hai ngồi phịch xuống gián, bưng mặt khóc rưng rức. Ôi, những đứa con vàng ngọc của bà, những đứa con mà hai ông bà dùng hết cả cuộc đời để yêu thương dạy dỗ. Trong thâm tâm mình, bà đâu có mong chúng nó làm chức cao vọng trọng, ông này bà nọ chi đâu. Bà chỉ mong mỗi một điều duy nhất là sáu đứa con của mình có thể trở thành người tốt, hữu dụng với đời và biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau thôi mà. Bộ ước mơ ấy cao xa quá hay sao mà tới giờ hai vợ chồng bà còn khổ vì con mãi không biết nữa. Bà lau dội dòng nước mắt, buồn bã nhìn hai đứa con Tư Nhung và Năm Lụa lúc này đang hầm hầm gườm nhau, rồi nhẹ nhàng hỏi: Vợ, con Nhung bình tĩnh lại chưa? Nếu bình tĩnh rồi thì nói cho ba má nghe, vì sao hai đứa lại đánh nhau như kẻ thù vậy chứ? Tư Nhung mà không hề biến sắc, dây qua phía bà hai, giọng nói có phần dịu dàng hơn: Ba má coi đó, bản thân nó là con nhà nề nếp, mà ngày nào cũng lết ra chợ ăn hàng. Đã vậy còn hù với mấy con mẹ trong chợ chụm đầu châu mỏ nói xấu hết người này tới người khác. Phải nói nhiều chuyện linh tinh với người ngoài, con cũng không thèm nói mận chi. Đằng này á, ngay cả con là chị em ruột của nó mà nó dám cả gan đem ra bàn tán cho thiên hạ cười vô mặt con đi nè. Bà má nhắm coi tức không? Cô Năm Lụa đứng phát dậy, chống nặng hai tay, nghiến răng trèo trẹo: Ê bà nội, bà một vừa hai phải thôi nghe chưa? Tôi nói bà cái gì? Với ai? Bà có ngon thì chỉ người đó ra cho tử tế đi. Chớ ăn ở không mà dựng chuyện đổ oan cho tôi á, là bà mềm mình với tôi đó nghe. Đó, bà má thấy không? Nó là em mà nó muốn leo lên đầu con ngồi luôn kia kìa. Nè, con lũng thúi, mày oan oan cái miệng á, là mày không có nói gì tao với ai hả mày? Vậy ai? Con nào? Nói với bà ba mập là coi vậy chớ bà Tư Nhung nhà con á, được cái mã bên ngoài thôi, chớ bên trong á nát bét hết hà gì ba ơi. Đã bản thân mình không bằng ai trong nhà mà tánh tình dị hợm điệu đà còn mê trai nữa chứ. Rồi mày còn nói ở trong nhà tao là cái đứa bị ba má ghét nhất. Đó, tao nói có sai câu nào không mày? Chưa hết đâu, tao còn phát hiện được cô Năm Lụa nhà ta mần ra nhiều chuyện động trời động đất nữa kìa. Mày muốn tao khai ra cho ba má nghe luôn không? Mọi người có mặt ở đó nghe Tư Nhung nói úp mở như vậy thì không khỏi thắc mắc. Bà hai bèn chồm tới gấp gáp hỏi con: Bay nói cái chi mà hổng đầu hổng đuôi vậy Nhung? Có chuyện gì thì bay nói huệch tẹt ra để cho ba má biết mà liệu tính nữa chứ. Bay mau nói coi, con Lụa nó lại mần ra cái chuyện tày trời gì nữa rồi. Cô Tư nhìn cô Năm lúc bấy giờ mặt cắt không còn hột máu mà cười nhếch miệng: Ba má đừng hối, để thủng thẳng rồi con nói cho ba má nghe. Nhưng con nói trước, ba má phải thiệt bình tĩnh nghe không? Chứ không thôi nghe xong ba má ngã ngang xỉu cái đụng thì khổ lắm đa. Thấy thái độ mập mờ của Tư Nhung, ông hai không kiềm được mà bực bội la lên: Tao mệt mày quá Nhung ơi, có chuyện gì thì mày nói mẹ ra đi. Ở đó mà úp úp mở mở hoài, từ chiều giờ mắt tụi bay cả nhà chưa ai có hộp cơm nào trong bụng hết trơn nè. Ai nấy cũng đói rã ruột, mà mày còn ngồi đó cà kê ghê ngóng hoài. Từ từ đã ba, cái chuyện kinh thiên động địa như vậy thì mình phải mần sao cho nó tăng thêm sự hồi hộp mới hấp dẫn chứ. Mà thôi, để con nói luôn cho ba má khỏi sốt ruột hen. Số là cô Năm yêu nữ. Ý, lộn, mỹ nữ nhà mình á, sáng nào cũng lết ra chợ. Ngoài công chuyện thiết yếu là ăn hàng muốn hết cái chợ ra, thì còn tò mò tọc mạch chuyện của hàng xóm, cộng thêm cái miệng ăn mắm ăn muối. Nói ra câu nào là vô duyên câu nấy, khiến cho xóm làng bao phen náo động. Mà cứ trăm ngày như một, coi đó là chuyện thường tình quá rồi phải không ba má? Nhưng hơn một tháng nay thì có sự biến chuyển mới. Đến nước này, cô Năm chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. Mặt cô xanh như tàu lá chuối, tay chân run lẩy bẩy, miệng mồm cứ lắp ba lắp bắp, quíu cả lưỡi. Cô nhảy ào tới chỗ của Tư Nhung, nhanh như cắt bụng miệng chị mình lại, rồi năn nỉ lê lịa: Chị Tư ơi, bà đừng có thài lai nữa được không? Tôi lạy bà mà. Ừ thì, chuyện tôi lỡ miệng nói xấu bà với người khác là tôi sai. Bà cho tôi xin lỗi đi nghe. Tôi hứa từ đây về sau, tôi không dám đụng tới bà nữa, được chưa? Bây giờ thì tôi lạy bà nè.
Nói dứt câu, cô lụa dội vàng dây ngang hướng của ba má và hai em mình, nặn ra một nụ cười giả lả, xua tay, nói lớn áp cả tiếng của chị mình. Dạ ba má ơi, không có chuyện chi quan trọng đâu. Tại con lỡ dạy, đi bêu xấu bả nên bả giận con á, mới kiếm chuyện mét ba má cho con bị đòn một trận ra trò đó mà. Thôi, em xin lỗi chị Tư lần nữa nghen. Tư Nhung xinh đẹp nhất nhà mình luôn hén ba má. Ý chết, nói ba điều bốn chuyện một hồi á, mà trời sắp tối lúc nào cũng không hay nữa hà. Hèn chi á, bụng con đói kêu sùng sục từ nãy tới giờ luôn nè. Chắc ba má và mọi người cũng đói rồi. Vậy mình xuống bếp ăn cơm đi ba má. Tư Nhung ngó con em mình làm bộ làm tịch, xâm xoe nịnh nó mà muốn ứa ghen. Cô trề môi hứ một tiếng, giật tay ra khỏi cô lụa, nhanh chân bước tới chỗ ông bà hai, dõng dạc lên tiếng. Mày bớt diễn lời đi gái. Bộ tính hộp đóng kẻ lương miễn phí cho cả nhà coi hả? Xin lỗi em nghe, em diễn vai đầu thương này dở ghê lắm. Thôi, xì tóp lại là vừa. Con nói ba má nghe, lý do con quánh nó chưa hẳn là tại cái vụ nó nói xấu con đâu. Mà bởi vì á, nó mới có bê lớn thôi, mà lại dám bắt chước người ta cờ bạc mới ghê chứ. Phải chi á, lâu lâu nó bày ra chơi dây lát với tụi con nít trong xóm, thì con á không nói mận chi. Đằng này á, nó học theo con mẹ ba mập quánh bài tứ sắc kìa. Ban đầu mới quánh ăn nhiều quá mà nên ham. Càng ham á, càng hăng, càng chơi lớn. Đến nỗi không còn các bạc trong túi, phải dây mượn chủ sòng bài để chơi. Chắc nàng ta mong gỡ gạt lợi chứ gì. Nhưng có vẻ đâu, thua sặc máu. Mà con này á, gan nó lớn lung lắm nghe ba má. Ta nói gia đình bà Tư Lùng nổi tiếng là tàn bạo, độc ác. Nguyên cái xóm này á, ai mà không biết. Bà chuyên môn chứa bài, rồi lợi dụng lúc con bạc thua thì lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta vay tiền của mẹ, hòng gỡ gạt lợi. Mà trăm người như một, có ai gỡ lợi được đồng xu các bạc não đâu. Rồi lãi mẹ đẻ lãi con nữa. Rồi không có khả năng chi trả, bước đường cùng phải thế nhà thế đất. Ở xóm này có mấy gia đình cũng lâm vào hoàn cảnh màn trời chiếu đất như vậy rồi. Bộ con này nó đuôi hay sao mà nó không thấy, để tự mình đâm đầu vô cái chỗ chết người đó. Chắc nó thấy gia đình mình dư giả quá mà, không biết mần gì cho hết tiền, nên nó mới tính cầm tiền liễn xuống sông đây nè. Mà nếu có dây mượn 5-3 đồng bạc thì cũng chẳng có gì lớn lao. Đằng này theo con điều tra được biết, con năm nhà mình mượn người ta 1 triệu rồi. 1 triệu lẫn đó ba má. Nhắm cả cái xứ Thốt Nốt này, có đàn bà con gái nào còn nhỏ tuổi mà dám ăn chơi liều mạng bất kể chết như con này không? Hồi trưa, vô tình con đi ngang qua nhà con mẹ, thấy đám con bả bu quanh con lũng này, tò mò, con mới mong mang lại gần, thì thiếu điều muốn té xỉu khi nghe đầu đuôi câu chuyện đó. Bà má cũng biết cái nết của con mà. Mỗi lần con giận người nào đó là con nắm đầu xử tại chỗ. Xử bất chấp cho ra ngô ra khoai liền. Cô trời xuống đây cản cũng không nổi nữa. Nhưng mà vì thương nó, muốn giữ sĩ diện cho nó, nên lần này con phá lệ, ráng cắn răng nín nhịn để không quánh nó giữa đường giữa chợ. Con âm thầm chờ nó về nhà rồi xử sau, là con đã chừa cho nó một con đường rồi đó. Tuy con có hơi hung dữ hỗn hào, làm biến làm nhát thiệt, chứ con cũng biết suy nghĩ cái gì nên và làm cái gì không nên. Huống chi từ xưa tới giờ, thứ con ghét nhất trên đời này đó chính là cờ bạc. Con nói tới đây, chắc phần nào ba má cũng hiểu lý do vì sao con đánh nó lên bờ xuống ruộng rồi hen. Thiệt tình vẫn muốn phát sốt luôn vậy hả? Tư Nhung chấm dứt câu chuyện được khoảng hơn 5 phút rồi, mà không khí hiện tại trong nhà vẫn im lìm. Ngoài năm lụa đang cúi mặt, toàn thân run rẩy vì sợ hãi ra, tất cả những người còn lại đều có chung một biểu cảm vừa giận dữ, vừa bất ngờ. Cuối cùng, người lên tiếng trước nhất vẫn là ông hai. Đôi mắt ông đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, từ từ bước đến trước mặt năm lụa, cất giọng trầm đục hỏi. Mày hãy trả lời thiệt cho tao biết, những gì chị Tư mày nói có thiệt như vậy không? Năm lụa chẳng dám ngước mặt lên nhìn ông hai, hai tay dâng dê dạt áo, miệng lí nhí. Ba, con... Tao hỏi có không? Chỉ cần mày trả lời có hay không? Tiếng hét như sấm rền của ông hai làm ai nấy đều hết hồn hết vía. Năm lụa không còn im lặng được nữa. Theo phản xạ, cô ngẩng mặt lên, gấp gáp thừa nhận. Dạ có. Đồ mất dạy! Một tiếng thét giận dữ tột độ được phát ra
từ đôi môi tím tái của ông hai, kèm theo đó là một cái tát nảy lửa giáng thẳng xuống gương mặt trắng bệch của Năm Lụa, làm cô ta té nhào xuống đất. Nhìn năm ngón tay đỏ lừ in hằn lên làn da trắng mịn của Năm Lụa thì ai cũng thừa hiểu là ông hai đang giận như thế nào rồi. Biết ba mình có bệnh lên máu trong người, cô Số Hạnh vội chạy lại ôm vai ông hai, nhẹ nhàng khuyên: Ba ơi, ba bình tĩnh lại đi ba. Chắc chị Năm chỉ nhất thời ham vui nên mới bị người ta dụ thôi ba. Mà con nghĩ chị Năm cũng thiếu bà Tư ít ỏi thôi hà, chứ không nhiều lắm đâu. Không có nghiêm trọng như lời chị Tư nói vậy đâu, đúng không chị Tư? Số Hạnh đưa ánh mắt như cầu cứu qua phía cô Tư Nhung, hiểu ý tứ trong cái nhìn ấy, cộng thêm chứng kiến phản ứng của ba má mình từ nãy tới giờ, khiến lòng của Tư Nhung bỗng có phần hối hận. Cô thầm trách cái bản tánh nóng nảy của mình, phải chi cô ráng kiềm chế, khéo léo lựa lời đưa đẩy câu chuyện theo chiều hướng nhẹ nhàng hơn một chút, thì chắc có lẽ sự việc sẽ không nghiêm trọng như bây giờ. Nhưng nghĩ trách mình một, chớ trách con Năm khốn khiếp kia tới 10 lần. Mẹ bà nó, nếu hồi trưa này tạng mặt cô ngay nhà bà Tư Lùng, nó biết sai chịu nhận lỗi với cô, thì cô sẽ chẳng nổi điên lên rồi làm cho mọi chuyện tanh bành tét bét như vậy đâu. Thậm chí cô sẽ tìm cách thủ thị với má, lén đưa tiền cho nó thanh toán nợ nần nữa kìa. Dù gì cũng là chị em chung dòng máu với nhau, không lẽ cô thấy nó chết mà cô không cứu hay sao? Nhưng con em ngu ngốc của cô, nó chẳng hề suy nghĩ giống cô. Ngược lại, nó còn trơ trơ cái mặt ra mà thách thức cô mới đau chứ. Trời đất ơi, cũng may là hồi trưa này cô trơn mình kiềm chế lại được đó nghen. Chớ như thường ngày là cô đã quánh nó banh xác ngay tại đó luôn rồi. Thiệt tình em với Út, cô thở dài một tiếng. Chưa kịp nói gì thì bất thình lình ông hai hất tay cô Hạnh ra, bước nhanh tới lôi cô Lụa đứng lên, đanh mặt gằn giọng hỏi: Tại sao? Tại sao vậy Lụa? Ai? Ai xúi mày mà mày lại đi mần cái chuyện hại cha hại mẹ mình như vậy chứ? Bộ mày thấy tao với má mày chưa đủ khổ với anh em tụi bay hay gì mà mày còn kiếm chuyện nữa hả Lụa? Giọng ông hai bỗng nhiên trở nên run rẩy lạc đi, cũng không biết vì lẽ gì. Do ông tức giận tột độ đến nỗi mất cả tự chủ, hay vì ông cảm thấy xót xa cho số phận mình và vợ mà nước mắt nghẹn lại rồi chảy ngược vào tim, làm nó tê buốt đến không thở nổi. Ông ngửa mặt lên trần nhà thống khổ ca thán: Ông trời ơi, không lẽ cái thân già này bất lực không dạy nổi đám con mình rồi sao? Lụa ơi là Lụa, mày giết tao với má mày đi Lụa. Bà hai từ lúc nghe xong đầu đuôi mọi chuyện thì ánh mắt vô hồn, ngồi phịch xuống dáng thẫn thờ chẳng nói thành câu. Đến khi nghe tiếng hét của chồng, bà mới bừng tỉnh. Giây qua ngó thấy sắc mặt ông hai bắt đầu tím tái thì hoảng hốt đứng bật dậy chạy tới can ông: Ông à, chuyện đâu còn có đó, ông bình tĩnh lại đi, coi chừng lên máu bây giờ. Bình tĩnh? Nó mần ra cái chuyện động trời động đất như vậy mà bà còn biểu tôi bình tĩnh được sao? Nhưng dù sao thì chuyện cũng lỡ rồi, ông la lối ôm xòm có ích lợi gì không? Với lại tốt xấu sai đúng vậy thì con Lụa nó cũng là con mình. Ví dầu ông có giận nó 9 xe 10 vàng đi chăng nữa thì cũng phải ráng dàn lại, từ từ răn dạy con nó. Chớ ông cứ la bài hải như vậy hoài, rồi hàng xóm hai bên nghe được, người thương họ hiểu mình thì không có gì phải bàn ráo trọi. Còn kẻ ghét thì được dịp họ nói vô nói ra, lúc ấy người xấu mặt là gia đình mình chứ ai. Thôi nghe lời tôi, ông ngồi xuống đây uống miếng nước cho hạ hỏa đi, mọi chuyện để tôi liệu cho. Cậu Út Phúc ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng góp lời khuyên can ba mình: Má nói phải đó ba, ba ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi, không thôi ba đau thì khổ lắm, để con rót nước cho ba uống nghe. Cô Năm Lụa đang ngồi ôm một bên má khóc tỉ tê gì đâu, nghe mọi người xúm vô năn nỉ xoa dịu ba mình, cô cũng ngước mặt lên hít hít mũi mấy cái rồi nhỏ giọng nói: Ba má ơi, con biết lần này con mần chuyện quấy lung lắm, tội lỗi của con có lội mấy sông cũng rửa không hết nữa, con cũng không mong chi được ba má và anh chị em trong nhà tha thứ. Nhưng có điều, giận thì giận, quánh con bao nhiêu con cũng chịu hết, chỉ cần ba má cố gắng đừng để ảnh hưởng sức khỏe là con mừng rồi. Nhất là ba đó, luống tuổi rồi, gì thì gì cũng phải bảo trọng sức khỏe ngang ba,
chớ đừng để giận quá, lỡ xui rủi đứt mạch máu não chết bất đắc kỳ tử, bỏ má với tụi con lợi thì khổ lung lắm đa. Cô cứ vừa rắm rứt khóc, vừa thao thao hát cải lương một thôi một hồi. Đến chừng nghe tiếng Tần Hán muốn nổ lỗ tai của cô Tư Nhung ngồi sát một bên, kèm theo cái nhéo tay muốn sứt thịt của cô Sáu Hạnh, thì nàng ta mới hoảng hốt nín thinh, dây qua nhìn mọi người. Thì, cha mẹ ơi, cô Năm Lụa suýt chút nữa rớt tim ra ngoài, bởi tất cả mọi đôi mắt đang trợn trừng nhìn cô lom lom. Biết mình nhận tội hơi bị quá đà, nên cô xìu xuống, cúi đầu im thinh thích, tuyệt nhiên chẳng dám hé môi nói thêm câu nào. Bà hai hầm hầm liếc con gái một cái sắc như dao, rồi lại tiếp tục dỗ dành chồng. Con lũng này nó ăn nói vô duyên từ nhỏ đến giờ, ông cũng dư biết mà. Nó có nói gì bậy bạ thì thay kệ bà nó, ông đừng bận tâm chi cho thêm phiền nghe ông. Sau đó rồi, vợ con mỗi người khuyên một câu, rốt cuộc ông hai cũng nén lòng, thở hắt ra một hơi. Ngồi trở lại bộ dáng, bưng ly nước của cậu Út Phúc vừa mới rót lên, uống ực một cái. Thấy tình hình cũng tạm ổn, nên bà hai hít một hơi thiệt sâu, mặt nghiêm túc nhìn thẳng vô cô Lụa mà tra khảo. Vợ bay được quyền nói chuyện rồi đó, phải khai thiệt ra cho tao là bay có sẵn cái máu ham mê cờ bạc hay thất thời dại dột bị người ta xúi dục. Cho tới thời điểm hiện tại, mày thiếu con mẹ Tư Lụng á đích xác là bao nhiêu? Khai lẹ lên. Dạ, cũng không có bao nhiêu đâu, có 1 triệu hà má. Câu trả lời tỉnh rụi của nàng Năm khiến cho hết thảy mọi người có mặt ở đó đều không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Trên đời dưới thế, chăng không có ai hết thuốc chữa như cái bà này đâu. Thôi, bó toàn thân rồi. Tư Nhung, Sáu Hạnh, Út Phúc dây lại nhìn nhau bất lực. Cả ba người không nói gì thêm với Năm Lụa nữa. Bạn xin phép ông bà hai, rồi lẳng lặng, ai về buồn nấy. Không ai còn tâm trạng nào mà ăn cơm luôn. Bên ngoài, lúc này chỉ còn lại ba người. Ông hai nghe con trả lời bằng thái độ nhẹ tên đó thì vô cùng chướng tai. Ông một lần nữa đập mạnh tay xuống bàn, tay còn lại chỉ thẳng vô mặt con gái mà chửi. Mũ nổi mày, 1 triệu mà mày mờ như 100 đồng bạc không bằng vậy đó. Mày có từng nghĩ với 1 triệu đó cả nhà mình sống được bao lâu không? Mày có từng nghĩ 1 triệu đó quy ra bao nhiêu giả lúa không? Không chứ gì. Bây giờ tao không nói nhiều, mày có gan đi cờ bạc thì cũng tự mình lo lấy đi. Mần cái chi thì mần, tao đắm đách quan tâm tới. Nói cho mày biết, tao không có dư tiền để chi trả cho 3 cái môn tào lao bác xế của mày đâu. Tiền đó tao còn phải nuôi 2 đứa em mày đi học nữa. Ông dây qua bà hai nói tiếp. Bà cũng mặc kệ nó luôn đi nghe, để chủ nợ dần nó một trận cho nó sáng con mắt ra, như vậy nó mới chừa. Năm Lụa hốt hoảng nhảy ào tới chỗ má mình, quỳ phủ phục dưới chân bà. Dường như tới giờ phút này cô mới ý thức được việc của mình làm hay sao đó. Cơn sợ hãi lúc bấy giờ mới thật sự chảy tràn khắp châu thân. Cô ôm ghì lấy chân bà hai rồi òa lên khóc. Những gì chị Tư Nhung nói là thiệt đó má, nhưng con xin ba má và mọi người mần ơn đừng có nóng. Thiệt ra con có nỗi khổ, để thủng thẳng rồi con kể lại sự tình cho cả nhà mình rõ. Số là bữa đó ngồi tụm năm tụm bảy ăn chè ở quán bà Út Đẹp, nói chuyện thời sự với mấy bà ở ngoài chợ. Con thuận miệng than với mấy bà là không hiểu tháng này con bị ai dựa mà xui dữ quá. Đi tới đâu nói chuyện một hồi là bị người ta chửi hà. Nghe con than thở như vậy nên bà Út Mập ngồi gần đó mới bày cách cho con xả xui. Bà nói chỉ cần vô sòng bài tứ sát, quánh ăn liền 3 gián đầu là coi như bao nhiêu xui rủi gì cũng hỏng cánh mà bay đi ráo trơn ráo trội luôn á má. Con nghe vậy thì ham, nên rủ bà đi chung với con tới sòng bài của bà Tư Lùng. Quả thiệt, y chang như lời bà nói vậy đó. Con ăn một hơi 3 bàn liên tiếp luôn, rồi càng ăn bao nhiêu con càng khoái. Nên từ bữa đó, ngày nào con cũng quánh. Mà mấy con tướng đó, nó cũng tàn ác với con lắm. Tổ cha nó chứ, mắc cái chứng gì mà thời gian đầu, nó cho con ăn liên miên. Chừng vài ngày sau, khi con quen hơi bán tiếng rồi, thì nó trở mặt, khiến con thua thiếu điều muốn tuột quần luôn vậy hà. Mất dạy thì chứ. Má tin con đi. Thiệt bụng con không phải là cái đứa ham mê 3 cái thứ quỷ đó đâu, mà bị vì hoàn cảnh bất đắc dĩ thôi hà má. Má thương con lần này đi má, cho tiền để con trả nợ cho con mẹ Tư Lùng. Để không thôi,
bà chặt tay con hầm mang luôn là chết con. Con hứa từ rày trở về sau, có cho vẹn, con cũng không dám rớ vô cái đống bài tứ sắc đó đâu. Nghe má. Má đại diện mần sứ giả hòa bình, năn nỉ ba thôi giận mà cứu con gái xinh đẹp đáng yêu này nghe má. Chẳng hiểu cô Năm tốn bao nhiêu lít nước mắt, bao nhiêu diệm nước miếng để năn nỉ ỉ ôi ba má mình thì không ai biết. Chỉ biết rằng buổi tối hôm ấy, khi mảnh trăng non vừa nhú lên xuyên qua khung cửa sổ, thì người ta nghe tiếng roi dúc lên chan chát, hòa quyện với tiếng la ó lanh lảnh gian trời của cô Năm lụa. Và rồi những ngày sau đó, hàng xóm xung quanh cũng không thấy bà Tư tới nhà ông Hai đòi nợ rùm beng chi ráo. Mọi chuyện cứ vậy mà lắng xuống, không ai nói ra, nhưng ai nấy cũng chắc ăn một điều. Cho dù cô Năm lụa có tác tệ như thế nào, có gây ra họa lớn bằng trời đi chăng nữa, thì ông bà Hai vẫn ra sức thâu gián tàn cuộc, cứu con mình bằng mọi giá. Bởi vậy, người ta nói, dẫu cho có rút cạn bao nhiêu nước dưới dòng sông, hay tác cạn cả một vùng đại dương bao la mênh mông rộng lớn, nhưng tấm lòng yêu thương vô bờ bến của đấng sanh thành, thì dù cho ai đó có dại dột tác cả cuộc đời, cũng chẳng hề vơi. Thời ấy, nhà nào khá giả lắm mới sắm nổi cái vô tuyến trắng đen với bình ắc quy. Ở miệt này, ngoài nhà ông Hai ra thì hình như không có nhà nào có cả, bởi đa số người dân ở đây vẫn còn đeo mang cái nghèo dai dẳng. Họ chỉ lo cày làm sao cho gia đình con cái có gạo để ăn là mừng rồi, chớ còn những thứ dùng để giải trí như vô tuyến kia thì thiệt tình họ chưa dám mơ tới. Chính vì vậy mà hễ chiều chiều, sau khi cơm nước tắm rửa xong, thì dân trong xóm đều rủ nhau kéo lũ lượt tới nhà ông bà Hai để được coi ké. Người lớn trẻ nhỏ, đàn ông đàn bà chen lấn nhau ngồi chật cứng từ trong nhà ra tới hàng ba. Bây giờ trên đài đang nổi đình nổi đám bộ phim tình cảm lâm ly bi đát có tựa đề là Sóng Vắng của Đài Loan. Hai diễn viên chính trong phim thì mèn đét ơi, không biết họ ăn giống gì á mà họ đẹp quá xá là đẹp vậy hà. Nhất là cái anh nam chính đó nghen, làm mấy bà mấy cô trong xóm mê như điếu đổ luôn. Mọi người có hình dung được cái không khí vừa coi, vừa bàn tán tình tiết diễn biến trong phim của mấy bà mấy thím ra sao không? Nó ồn ào xôn xao như buổi chợ chiều bị ế vậy. Có bà coi tới khúc bà má chồng nhân lúc con trai mình là cậu Bạch Phối Văn không có ở nhà thì hành hạ cô dâu Trương Hàm Yên đến thân tàn ma dại, thì uất ức dỗ đùa chan chát, miệng không ngừng chửi. Bà nội cha con mẹ già đó chứ, gặp tôi mà mừng châu của bà đó hen. Chỉ cần một gói thịt chuột thôi là con mẹ dễ đành đạch rồi chết tươi liền. Chửi rủa đã đời, bà ấy dây qua người ngồi bên cạnh hỏi một câu rất chi là dễ thương. Ê bà Chính, nghĩ cũng ngộ hen bà, cái vô tuyến nhỏ xíu như vậy mà bà coi á, cả đống người đi tới đi lui, có khi còn đánh nhau nữa, bộ họ không bị ngộp hả bà? Người được gọi là bà Chính đang căng mắt tập trung coi tới khúc cao trào, nghe bà nọ cứ léo nhéo một bên tai hoài thì sanh bợt, bà ta khó chịu lên tiếng. Ai biết đâu nè, từ nào giờ tôi có chui vô trống đâu mà trả lời bà. Nếu bà muốn biết thì bữa nào lại đây nói với ông Hai mở cái tấm kiến đó ra cho bà chui vô thử là biết chứ gì. Thôi im lặng cho tôi coi phim đi bà nội. Chưa hết, có bà cô tế khúc, mẹ con cô Trương Hàm Yến gặp nhau, ở gần nhau mà chẳng thể nhận nhau, thì ngồi khóc hù hụ, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Khung cảnh bát nháo là vậy, chớ vui lắm đa. Chiều nay, như thường lệ, mọi người coi phim xong, bàn tán ì xèo một lúc. Hết phim thì, ai nấy đứng dậy, phủi đít cái rè, rồi dắt chiếu nhau về nhà. Cô Tư Nhung nhìn theo đám người đó, không khỏi lắc đầu ca thán. Thánh thần thiên địa ơi, hết biết cái nết của mấy con mẹ xóm này thiệt chứ. Ý là mấy bà chỉ coi phim thôi đó nghe, chớ giả tỉ mà thiệt ngoài đời, chắc mấy bà phanh thay người ta luôn chứ không chơi. Thiệt tình á, mấy lâu nay mình nghĩ khắp làng trên xóm dưới, mình hung dữ đứng số 1 thì chắc không ai dám xin vị trí số 2. Ai dè, mấy bà tám này coi mồi còn dữ gấp mấy lần mình luôn vậy hà. Nghĩ tới đó, cô tủm tỉm cười, rồi định đóng cửa vô buồn ngủ.
Hầu như tối nào cũng vậy, ngoại trừ cô Sáu Hạnh và cậu Út Phúc không tham gia trong cái vụ tọa đàm này vì mắc học bài, thì mấy người còn lại trong nhà cô chỉ coi được nửa phim là ai cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ vô buồng ngủ trước, để lại bãi chiến trường ở ngoài này cho cô dọn dẹp, gỡ đèn, đóng cửa. Và 10 ngày như một, cô là người đi ngủ trễ nhất. Đang giơ tay nắm cánh cửa chưa kịp đóng thì cô chợt khựng tay lại khi nghe tiếng sào khu nước nhẹ nhẹ, còn có cả tiếng người nói chuyện lao xao ở dưới bến nhà mình. Ráng căng mắt ra nhìn thì Tư Nhung thấy thấp thoáng dưới hàng kiệu đựng nước mưa là một chiếc cắt ráng bự cồng kềnh, hình như còn có mấy người đứng lố nhố ở dưới thì phải. Họ chống sào từ từ tấp vào bờ. Cô Tư Nhung lấy làm lạ, hổng biên tối mệt rồi mà ai còn tới nhà mình vậy cả. Cô bước ra hàng ba, mang dép đi xuống bến coi thử là ai ghé. Mới đi được nửa đường thì cũng hay tốt người kia cũng bươn bả lên tới. Họ đi tới gần chỗ cô thì dừng lại. Một ông bác lớn tuổi nhất lên tiếng hỏi: Con gái ơi, mần ơn cho bác hỏi thăm một chút được không? Dạ, bác muốn hỏi chi? Đây có phải là nhà anh chị Hai Dần có đứa con trai tên là Ba Sang không con? Bác đi dài đường hỏi thăm người ta từ chiều giờ mới tới được đây nè. Tư Nhung chưa vội trả lời mà đưa mắt ngó ông bác ấy và mấy người đi chung từ đầu xuống chân, ngầm đánh giá. Họ có cả thể là 4 người, 2 ông bà già, một người thanh niên và một thiếu nữ nhìn cũng chạc tuổi mình. Cô chắc mẩm họ là một gia đình, nhưng sao họ lạ quá vậy cả? Bà con của ba má mình có được mấy người đâu, ai mà cô chẳng biết mà. Vậy đám người này là ai? Như sực nhớ tới câu hỏi vừa rồi của ông bác nọ: Anh chị Hai Dần có đứa con trai là Ba Sang. Ba Sang hả? Ông nội đó đi mây về gió tối ngày, hổng biên thằng chả có mần chuyện chi bậy bạ hôn mà người này mò tới tận nhà. Hổng lẽ họ định mắng lời mắng vốn gì thằng chả với ba má mình hay sao? Trong bụng hơi lo lo nên Tư Nhung dè dặt trả lời: Thưa phải. Nhưng mọi người ở đâu tới đây mà hỏi ba má con? Bộ hai bác và anh chị đây có quen với ba của con hả? Lúc bấy giờ, một bà nhìn cũng hơi sồn sồn, sấn sổ bước lên khó chịu nói: Chúng tôi là ai, con nít như cô không cần phải biết mận chi. Bây giờ, nếu đúng đây là nhà của ông bà Hai Dần, thì cô mận ơn vô kêu ổng bả ra đây giùm tôi đi. Đừng có ở đó mà hỏi dần lân hoài, phát mệt hà. Trời hỡi, cái bà bác này đúng là ở xứ khác, lần đầu đặt chân tới đây, nên không hề biết cái nết của đứa con gái đứng đối diện mình. Coi kìa, một đôi mắt to tròn mở lớn hết cỡ đang chằm chằm nhìn bà tóe lửa kia kìa. Hai người trẻ tuổi đứng sau lưng ông bà nãy giờ bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Tư Nhung, biết má mình sẽ gặp nguy hiểm nên đi lù lù ra đứng trước mặt Tư Nhung cười giả lả. Người thanh niên lên tiếng xoa dịu: Kìa má, sao má nói chuyện kỳ cục vậy? À, cô gì đó ơi, do má tôi đi một đoạn đường xa quá, ngồi tắt ráng từ sáng tới giờ nên bà có hơi mệt. Có nói gì không phải, tôi mong cô bỏ qua nghen. Giờ phiền cô vô thưa với hai bác ra tiếp chuyện với song thân tôi một chút được không cô? Tiếng lục đục ở trước nhà khiến ông bà Hai đang ngủ ngon bỗng giật mình thức giấc. Hai ông bà dắt díu nhau ra coi có chuyện gì thì vô tình nghe được có người cần gặp mình. Ông Hai bước nhanh ra hàng ba cất tiếng hỏi: Có chuyện gì mà y xè ngoài này vậy Nhung? Tư Nhung đang phừng phừng lửa giận, chuẩn bị chu mỏ lên để sạc cho bà già khó ưa đó một trận. Chợt nghe tiếng của ba mình, cô đành nén lại, dây qua trả lời với ông Hai: Dạ, có mấy người này không biết ở đâu tới mà lạ hoắc hà ba. Họ nói muốn gặp ba má để nói chuyện chi có liên quan tới anh Ba Sang đó. Ông bác kia vừa thấy mặt gia chủ thì nhanh nhẹn lên tiếng: Dạ, chào ông anh, tôi là Nam Lộc, còn đây là bà nhà và hai đứa con tôi. Chúng tôi từ dưới miệt Trà Ôn Vĩnh Long lên đây. Thiệt á, xin lỗi gia đình vì đã mần phiền vào giờ này. Bị gì dọc đường á, cái máy nó trở chứng nên khuya lơ khuya lát mới tới được đây. Không biết ông anh có thể mời chúng tôi vô nhà để nói chuyện một chút được không ạ? Ông Hai mở rộng cửa mời khách vô nhà rồi sai Tư Nhung kẹp đèn châm trà. Cô nàng ngốn ngoại bước thẳng ra nhà sau. Trước khi cất bước còn hổng quên liếc xéo bà bác kia một cái muốn đứt đuôi mới chịu rời đi. Sau khi mọi người đã yên vị chỗ ngồi,
ông hai bắt đầu hỏi. Không biết gia đình anh Năm cần gặp vợ chồng tôi có chuyện gì vậy? Tới giờ phút này, bà Năm Lộc chẳng còn kìm lòng được nữa, liền quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc ngon lành. Anh chị ơi, tôi lại anh chị á, mần ơn mần phương kêu thằng Ba Sang trả con gái lại cho vợ chồng tôi đi. Nó dụ con nhỏ chắc đi đâu mất tiêu rồi. Tôi lại anh chị mà, con tôi còn nhỏ dại, rủi no có bề gì. Chắc tôi không sống nổi đâu anh chị ơi. Ông bà hai, cô Tư Nhung nhìn một màn lạy lục trong nước mắt của bà Năm mà không khỏi ngỡ ngàng. Cả ba đưa mắt sững sờ, há hốc miệng nhìn nhau. Cái khỉ gì đang xảy ra vậy? Bà ấy nói thiên thần ngủ gió chi á, mà không ai hiểu gì hết trơn vậy nè trời. Bà hai đứng dậy, giơ tay đỡ bà Năm lên, rồi ân cần hỏi. Chị à, có chuyện gì thì chị bình tĩnh, từ từ kể rõ ngọn ngành cho vợ chồng tôi nghe. Chứ chị nói hổng đầu hổng đuôi như vậy á, thì thiệt tình á, không ai hiểu chi hết trơn hết trọi á. Ông Năm biểu hai đứa con của mình dìu bà Năm trở lại ghế ngồi. Cả hai xoa lưng an ủi, giúp bà ổn định lại tinh thần. Phần ông Năm thì buồn buồn, day qua nhìn gia đình ông bà hai rầu rầu giải thích. Vợ tôi do lo rầu chuyện con nhỏ nó bỏ nhà đi, nên tinh thần suy sụp, ăn nói lộn xộn. Có gì anh chị cũng thông cảm cho nghe. Thôi, để thủng thẳng tôi nói hết công chuyện cho anh chị tỏ. Nhưng trước khi thuật lại sự tình, tôi muốn hỏi anh chị một câu. Cậu Ba Sang, con anh chị có về đây chưa? Ông hai nhìn thẳng người đối diện, rồi đáp. Dạ, thiệt tình là, từ hơn nửa tháng nay, thằng ba nhà tôi nó đi theo ban đờn ca tài tử của xã. Nghe đâu lên trên tỉnh thi thú cái gì đó. Mấy hôm nay tôi cũng có bụng trong đó về mừng công chuyện tiếp tôi, mà trong hoài không thấy. Tôi tính ngày mơi bơi xuồng ra xã hỏi thăm người ta nè anh. Mà anh hỏi thằng Sang về nhà chưa mừng chi vậy? Bộ thằng ba nhà tôi á, nó mừng chuyện quấy với gia đình anh hả? Hay là nó gặp rủi chi rồi, phải hôn anh Năm? Ông Năm thất vọng, thở dài thường thường. Dạ, không nói giấu gì anh. Hồi ba tháng trước, có ban đờn ca tài tử ở trên miệt này xuống xã tôi xin giao lưu giao tiết chi đó. Buổi tối nọ, con út đào nhà tôi rủ hai anh chị nó lên xã cô biểu diễn văn nghệ. Rồi cũng chẳng rõ trời xui đất khiến kiểu gì mà con út đào và cậu Ba Sang quen nhau rồi phải lòng nhau. Ngặt một cái là bà nhà tôi bả khoái cải lương thiệt, nhưng bả không chịu cho sắp nhỏ quen và lấy đào kép hát. Vì bà nghĩ mấy người đó họ phong lưu, đa tình lung lắm. Bả sợ con mình sẽ ôm khổ về sau. Vì vậy mà mặc cho con đào khóc lóc ỉ ôi ra sao, rồi cậu Ba Sang cũng tới nhà hứa đưa ba má Sang hỏi cưới con nhỏ. Vậy mà bả cứ nhất quyết lắc đầu, không đồng ý. Bả còn dọa, nếu nó cãi lời, bả sẽ tự giận chết cho nó vừa bụng. Vốn tính con đào từ xưa giờ có phần ngang ngạnh, cứng đầu cứng cổ. Hễ nó muốn ngang nào thì phải đặng ngang nấy. Vì lẽ đó thành ra, nó bỏ ngoài tai những lời hăm dọa của má mình, những lời khuyên chân thành của tôi với anh chị nó mà cuốn đồ theo cậu Ba Sang đi đâu biệt tích 3-4 bữa nay rồi anh chị à. Cả nhà tôi mấy hôm nay mất ăn mất ngủ, tất tả chia nhau đi kiếm tụi nó khắp nơi mà không gặp. Vợ tôi cứ than khóc tự trách mình, bà cứ xỉu lên xỉu xuống hoài à. Tôi tới đoàn của cậu Sang hỏi thăm thì họ cho hay là không biết cậu ta đi đâu nữa. Ở trong đoàn cũng đang nháo nhào đi kiếm cậu ta. Tôi than thở với họ một hồi, họ mới chỉ đường tôi lên đây kiếm thử nè chứ. Giờ tận mặt gia đình anh chị mà biết hai đứa nó không có gì ở đây. Thiệt tình, giờ vợ chồng tôi cũng chẳng biết mần sao nữa. Bầu không khí trong gian nhà trước lúc này như bao phủ một màu đen thâm xì. Quá bất ngờ, quá sức tưởng tượng, nên nhất thời ông bà hai không thể nói thành câu. Chỉ biên ngồi bất động một chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không. Thằng Sang con của ông bà, có thiệt là nó làm ra cái chuyện hồ đồ tác tệ như vậy không? Ông bà dư biết tánh của con trai mình. Hiền thì cũng có hiền, nhưng ẩn sâu bên trong vẻ hiền lành điềm đạm ấy là bản chất đa tình phóng khoáng. Và khi nó đã chọn đi theo con đường ca hát, thì cái tánh đa tình kia sẽ được dịp bộc phát dữ dội hơn. Bởi vậy, đối với cậu Ba Sang,
ông bà lúc nào cũng mang canh cánh hai nỗi lo lớn trong lòng. Lo cho đứa con gái nào làm vợ cậu sẽ chợt chợt đau khổ vì cái tánh đa cảm của chồng, rồi hạnh phúc của cậu sẽ không được trọn vẹn. Nỗi lo còn lại của hai ông bà là sợ cuộc đời của con trai mình sẽ lông bông mãi như con thuyền trôi bập bềnh trên sông mà chẳng tìm được bến neo để dừng chân. Hai ông bà len lén nhìn nhau, lặng lẽ nuốt tiếng thở dài trong lòng. Sau một lúc, cảm thấy chẳng thể nào im lặng được nữa, ông hai đành lên tiếng. Trước tiên, tôi xin thay mặt thằng Sang chịu lỗi với gia đình anh chị. Thiệt tình, tôi với má sắp nhỏ cũng hời hợt quá. Tối ngày cứ cắm đầu lo mần, không quan tâm dạy dỗ, nhắc chừng con mình. Để trong phút cạn nghĩ, nó lại mần ra cái chuyện gây tổn hại danh dự gia đình của anh chị như vậy nè. Mũi dại lá chịu đòn. Thôi thì một lần nữa, vợ chồng tôi chân thành nhận lỗi cùng anh chị. Mong anh chị nghĩ mà thương cho phận mần cha mần mẹ mà bớt hờn giận nghen. Còn riêng phần của thằng Ba Sang thì xin anh chị yên tâm đi. Tôi cam đoan chắc nịch với gia đình anh chị. Bằng mọi giá tôi cũng kiếm bằng được nó về đây. Lúc đó anh chị Năm xử trí nó mần sao, vợ chồng tôi cũng chấp nhận. Bà Năm cười buồn lắc đầu. Chuyện tới nông nỗi này á, còn mần khó mần dễ tụi nó chi nữa cho rắc rối hở anh chị. Cũng tại tôi bảo thủ, cố chấp nên con gái nó mới khổ. Nếu như anh chị đây không chê trách con gái tôi là đồ hư hèn, thì sau khi kiếm được tụi nó, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản tụi nó nữa đâu. Bà hai nhìn qua chị xui tương lai của mình, mỉm cười dễ dãi. Ôi, con dâu con ruột gì á, đối với vợ chồng tôi thì tụi nó cũng đều là con y chang nhau hả? Không có phân biệt gì ráo. Lỡ tụi nó có mần gì không phải thì mình lựa lời khuyên răn tụi nó, chớ có chi đâu mà chê trách hả chị? Nói não ngay, cái vụ tại đình này phần lớn cũng do thằng Sai nhà tôi gây nên. Đàn ông thanh niên mà chị, nó dùng giọng kèn tiếng uyển nói ngon nói ngọt. Còn con út nhà chị á, dầu gì cũng là con gái mới lớn nên nhẹ dạ cả tin mới xảy ra cớ sự như vậy. Nếu chị Năm đã nghĩ lợi, sẵn sàng bỏ lỗi và tác hộp cho tụi nhỏ, thú thiệt nghe, tôi với ổng mừng như ai cho mấy chục lượng vàng vậy đó. Thôi, mọi chuyện nó cũng dễ lỡ rồi. Chỉ mong sao sau này tụi nó thương yêu nhau, chung vai chung sức, lo mừng an tạo dựng sự nghiệp vững vàng là tôi với ba nó an lòng toại trí rồi. Nè, tôi tính như vậy, mọi người nghe thứ coi bằng bụng hôn nghe. Để vợ chồng tôi đi coi ngày lành tháng tốt, rồi tranh thủ kiếm hai đứa nhỏ về. Xong mình mần một cái đám cưới thiệt bự, cho rỡ ràng gia tộc luôn ha. Đó rồi tiếp theo sau, chẳng biết họ ngồi lại thì thầm bàn tính cái gì nữa. Nhưng lâu lâu trong nhà lại vang lên tiếng cười vui vẻ mà sảng khoái vô cùng. Vậy là xong, sự việc cuối cùng cũng được người lớn hai bên giải quyết ổn thỏa đâu vào đó. Bao sự phiền muộn nặng nề trên gương mặt của mọi người từ nãy đến giờ đã tan biến đâu mất. Nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm, thông cảm và tin tưởng của hai gia đình dành cho nhau. Một tuần sau, lối giữa trưa, mặt trời rọi xuống làng quê yên bình một con nắng gắt như đổ lửa. Khi nhà nhà đang say nồng trong giấc ngủ trưa, thì Ba Sang trở về cùng một cô gái, ngó chừng khoảng 19 đôi mươi. Dáng người cô dong dỏng cao, nước da bánh mật, gương mặt ưa nhìn, duy chỉ có đôi chân mày đâu khít vào nhau, nên coi mồi, trong cô ta có phần hơi đanh đá một chút. Cô gái ấy không ai xa lạ, đó chính là cô Út Đào. Thấy con mình chịu quay về, ông bà hai vừa mừng vừa giận, nhưng chẳng dám làm căng vì lo tụi nó tự ái mà bỏ đi lần nữa thì mệt. Cậu Ba Sang cũng biết mình sái quấy với ba má nên cúi mặt phân trần rồi xin ba má tha thứ mà đồng ý nhận cô Đào là dâu con trong gia đình. Dĩ nhiên là hai ông bà gật đầu cái rụp liền. Bà hai cười hiếp cả mắt, dỗ dỗ dàng dàng ân cần nắm tay con dâu mới dắt vô buồn cất đồ rửa mặt. Cô Đào cũng không còn e dè sợ sệt như hồi đầu tiên bước vô nhà nữa, mà niềm nở thân thiện ôm cánh tay má chồng mình, cười cười nói trông cứ như đã quen biết từ thuở nào vậy đó. Ở ngoài này, ông hai không thấy khung cảnh hiện tại của hai má con thì trong lòng thơi thới, liếc nhìn qua cậu con trai đang dương mắt ngó vô buồn mà mỉm cười hài lòng. Rồi ông dây qua, biểu cô Nhung Lụa đứng sớ rớ gần đó,
ra sau bắt con gà nấu cà ri để cả nhà ăn mừng ngày sung hiệp, sẵn tiện cho cô Út Đào có dịp trò chuyện với các thành viên còn lại trong nhà để tình cảm thêm khăng khít hơn. Sau đó không lâu, làng trên xóm dưới lại một lần nữa có dịp hân hoan háo hức đi dự một lễ cưới rình rang nhất xứ của cậu quý tử nhà ông bà Hai Dần. Thời gian cứ vậy mà êm ả trôi lặng lờ như con nước. Cuộc sống của gia đình ông bà Hai nói riêng và bà con của cái miệt Thạnh An nói chung vẫn diễn ra yên bình như thế. Cho đến một ngày cuối thu của ba năm sau, một sự việc kinh hoàng bất thình lình đổ sập xuống cái xóm nghèo, làm nó một phen chấn động. Bánh bò một vuông ba bốn đồng lời, khuyên anh ở nhà cứ việc ăn chơi, để em mua bán kiếm lời nuôi.